Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Everyone, mong sao ngày cứu tôi thật nhanh và anh sẽ mang trong đời tình cảm cho người hai. Ok anh em, đấy hôm nay mình đang học hát bài mới của cái đồng bài cũ của Kaido TV nên mà ôi trời, hôm nay mình có một cái tin vui mình muốn chia sẻ với bạn luôn, đó chính là bài hát Lỡ Yêu Em Rồi của Kaido TV đã xuất hiện ở trên Facebook và Instagram nha. Bạn nào mà đang TikTok hoặc là đang gì đấy thì nhớ xếp bài của Kaido có thể che nhạc làm nhạc nền nghe chill chill thôi. Hôm qua hôm nay mình ngồi mình hát hoài luôn mà mình vẫn hát luôn. Bạn thấy mình hát hay không? Bạn nào thấy mình hát hay thì cho mình một like cho mai mình hát tiếp. Ok anh em. Rồi, trời ơi, hôm nay mình đang ngồi một mình anh em, mình đang viết hẳn, các bạn nhìn nào. Đó, giấy bút đàng hoàng. Bởi vì các bạn biết sao không? Trời, mình xuống mới cho các bạn coi đây nè. Đây các bạn phải coi này. Mình thấy các bạn cũng phải thấy từ đóng cửa vào. Đây này, các bạn nhìn này. Đó, đây, anh Nhật ơi, anh làm thử thách hẹn hò với Camu đi. Trời ơi các bạn ơi, nhiều bạn quá trời đất luôn cứ bắt mình làm hẹn hò bà Camu mà tính ra là mình hẹn hò bà hoài. Ngày nào ấy thì các bạn nhìn này, nhà mình đối diện nhà bà luôn là thò cái mặt ra cái là thấy cái mặt bà luôn rồi, đâu mình phải hẹn hò đi trời mắc gì mặt đây. Nhưng mà thấy cũng hay nha các bạn. Dạo gần đây tôi hay lướt TikTok lắm luôn. Sau tôi mới phát hiện ra là trên TikTok là một đại dương những câu thả thính chất lượng cao đấy. Nên là tôi đã quyết định là sử dụng một vài mánh khóe mà tôi học được từ trên các idol TikTok và bây giờ tôi sẽ mang về để áp dụng vào trong làng Hero Team xem nó có hiệu quả không em đấy. Anh không không nhanh em đấy. Đấy bây giờ mình sẽ thử chọn nào. Hôm nay mấy hôm nay các bạn hay gọi là gắn ghép mình với bà Camui nè. Xong các bạn lại còn phân ra như có hai đối tượng, có tính là có người đồn tôi là Mimi TV là bồ tôi. Ôi trời. Đúng rồi rồi luôn anh em. Ai hiểu sao luôn nhưng mà thôi. Các bạn muốn đẩy thuyền đi thì tôi sẽ cho các bạn thêm một ít sóng luôn cho bạn lật thuyền luôn em. Ok hôm nay thì mình sẽ qua mình chôn bà Camui bằng thử thách là hẹn hò lần đầu tiên và mình cũng sẽ chôn luôn Mimi TV luôn anh em để xem mấy câu thả thính tôi học trên TikTok nó có chất lượng không nha anh em. Đấy. Từ từ. Nhưng mà bí quyết 1001 cách để cám gái thì việc đầu tiên một là bạn phải đẹp trai. Thứ hai là bạn phải sở hữu một bộ trang phục đẹp. Và thứ ba là bạn phải có những câu từ thật là quyến rũ đấy. Những cái gọi là đặc điểm để gọi là ta, những cái yêu cầu để có thể quyến rũ một người bạn khác giới của mình để trở mình trở nên nổi bật, tự tin. Nó phải có ba yêu cầu đấy. Yêu cầu đầu tiên là đẹp trai thì tôi có rồi nè. Đó, tiếp theo là bây giờ yêu cầu tiếp theo là bộ đồ đẹp và tôi chưa có, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một bộ đồ đẹp cho anh em. Rồi ok. Hay ta. Ta da. Đấy chưa anh em? Đấy, mặc bộ đồ vào cái nhìn tôi trông ui. Ui. Trông giống như kiểu chú rể đấy mà. Ui, đẹp trai vãi chuối luôn anh em. Tôi còn tự thấy tôi đẹp trai đâu mà. Nên bạn nào xem Google search biểu hiện của những người hay tự khen mình đẹp trai thì bị thần kinh thì không phải đâu nha. Tôi hoàn toàn bình thường nha anh em. Đó ok. Bây giờ tôi sẽ qua nhà Camui TV và sau đó chúng ta cùng thử xem rủ Camui đi chơi và cuối cùng là chúng ta sẽ thả một loạt gọi là bà chóa để xem Camui sẽ phản ứng như thế nào nha anh em. Đấy ok. Mình là romantic, mình là manly, mình phải lịch sự. Camui ơi, bấm chuông đàng hoàng mặc dù cửa đã mở. Camui ơi. Vì đây. Hả? À, gì? Ủa sao trên ủa bà bị rắn là bà treo lên nóc nhà chi vậy? Không phải, bạn biết sao không? Từ nãy giờ mình đứng trên này là mình cứ thấy bạn đi ra đi vào, đi ra đi vào cái cửa của bạn là bạn đang làm gì á? Đi ra đi vào, đi ra. Tôi tập thể dục. Trời. Ủa này Covid, cả này mùa dịch bệnh các thứ tôi tập cho nó body sống múi thôi để tôi quay TikTok. Thế ủa nhưng mà sao mẹ mặc đẹp sang bên này làm gì vậy? Ôi hôm nay mặc đẹp sang thì có việc muốn nói bà này, xuống đây coi. Là to bình tĩnh, từ người ta phải đi xuống theo cầu thang đàng hoàng không dám nhảy bắc cua như siro nữa. Làm người cũng làm đi, từ mua leo đấy thì làm con gì trên đấy, con đại bàng hả? Đậu xanh. Ấy tính ra là hôm nay gặp đâu thì giải nhưng mà vấn đề làm gì? Trời ơi, mui gặp thì hôm nay qua để kiếm mui ấy. Kiếm người làm sao? Kiếm mui để mời mui đi chơi. Tính nhờ việc gì đúng không? Bình thường nha, bình thường là luôn luôn nói gọi là nói chuyện rất là thoải mái đàng hoàng. Hôm nay nói chuyện này tính nhờ cái gì đúng không? Quên mất các bạn. Thứ nhất là phải gọi là đẹp trai mình thì mình có rồi nè. Thứ hai là phải gọi là mặc đẹp và thứ ba là phải tự tin đúng không em? Đó mình phải tự. Hôm nay thực ra là mình qua để mời bạn mới mời bạn đi chơi với mình nhé. Mui có muốn đi chơi với Vịt không? Ê! Gì nữa vậy? Ê! Tôi bắt chước trên TikTok quá lâu! Tôi thấy có cái anh gì ở trên TikTok anh quay anh chỉ cần nuốt nước miếng ực một cái anh nói nghe ngầu dữ luôn, tôi bắt chước rồi mà! Không bạn, nghe ung thư lắm! Đừng làm phiền lên, đừng nói chuyện với mình nữa! Đi mà ung thư vậy! Ê! Tính ra tôi bắt chước sao người ta làm thì ngầu mà tôi làm thì bà chê tôi ung thư vậy? Đi cái gì? Có những con người á Vịt nói cái đấy rất là hay! Nhưng mà có những con người thì nói cái đấy á! Không ai thèm nghe hay nghe. Thôi được rồi, được bạn đóng cửa bài hôm nay lại nói chung lại là tôi mất công gọi là đẹp trai thì tôi có rồi nè. Tôi mất công để mua một bộ trang phục đẹp để tôi mời bạn đi chơi á.
phí đi chơi cùng. Ấy, làm đi chơi mà cũng mất tiền. Tào lao trời. Ê bạn ơi, bạn ơi, bạn biết mình là ai? Mình là ca mui hiểu không? Là cà rốt huyền thoại. Muốn đi chơi với mình mà tưởng là dễ hả? À, thì tôi hôm nay đang định bao đi ăn KFC miễn phí thì tôi thì mình. Không không, mình thì nói chung là bạn bè với nhau mà. Bình thường người khác thì mình lấy 5.000 đô, còn bạn thì mình miễn phí mà bạn. Ôi trời ơi. Trời ơi, cảm ơn bạn nhiều nhá. Ôi trời ngại thế. Ok anh em, bây giờ mình sẽ cùng với ca mui đi đến quán KFC để có buổi hẹn hò đầu tiên. À, ông trời có buổi đi chơi đầu tiên này anh em. Ok đi chơi đi chơi. Ok đi chơi đi chơi. Đây, đấy, qua đây bao ca mui ăn KFC luôn à. Rồi, hôm nay quý lắm rồi mới bao ca mui luôn á. Ba mui biết không? Tôi phải nhịn ăn sáng cả tháng nay mới đủ tiền mời bà đi chơi á. Cả tháng luôn á hả? Đúng rồi, nhị từ mùng 1 đến tận bây giờ, hôm nay là đến tận ngày 15 rồi, là nửa tháng rồi, 15 ngày mới đủ tiền á. Vậy bán phải nhịn cả năm thì mới đủ. Ê mày tính mày làm gọi là gì, nữ hoàng ăn hay là gì, bà chúa sao hỏa hay gì mà nhịn cả năm trời. Con người đâu phải con lợn đâu mà ăn thì ăn dữ rồi chơi coi. Ok, người ta ăn xong thì người ta phải đi chơi đi này đi kia chứ đâu phải chỉ ăn không ba. Ok, rồi. Đấy, hello chủ quán. Ôi. Ủa? Xin chào nha. Wow wow wow. Sao bây lâu lâu. Xin chào, chào mừng đến với quán nhà KFC. Hôm nay quý khách muốn ăn gì đó hả? Ê Mui, bình thường mình đi ăn KFC á, mình thấy nhân viên là người ta mặc mấy cái bộ đỏ đỏ giống cậu kia, mà sao hôm nay quán này hết tiền để thuê nhân viên, sao tuyển ông già dữ vậy? Thì biết gì không, bình thường là nhân viên, còn đây là chủ quán đó cha. Trời ơi, chủ quán gì, tôi kinh nghiệm 26 năm đi ăn KFC có gặp chủ quán đâu, chủ quán gì già dữ. Ôi từ từ. Ơ các bạn ơi, các bạn xác nhận lại cho mình xem cái ông này có phải là ông chủ quán KFC không nha, hay là quán này quán KFC fake các bạn. Các bạn nhìn lại cho mình xem đúng không? Ê ông ơi, ông là chủ tiệm KFC hả? Đúng rồi, là chủ quán hả? Ở chủ quán. Không phải chủ quán, bạn biết mặt chủ quán rồi còn chửi rồi đó mày. Ờ tao lão trời biết đâu, trời bây giờ tính ra là tôi đi ăn KFC, tôi đi ăn bây giờ tại đó tôi gặp chủ quán đâu, ông chủ quán KFC sở hữu mấy trăm nghìn hàng KFC quanh thế giới luôn á. Đúng rồi, trời ơi, tôi là xin tự trân trọng giới thiệu với quý vị, tôi là đại nhất quốc sư KFC. Cái gì? Đúng rồi. Đại nhất quốc sư. À, chờ mày. Hình như mà tầm này mà sở hữu đến mấy trăm cửa hàng mà tự nhiên bỏ qua Việt Nam ở trong cái cửa hàng máy tí thì chắc là trốn cách ly rồi. Ôi giời ơi. Nói gì vậy? Cho cái ly. Tôi á là tại vì tôi yêu quý cái làng này á, mấy đứa nhỏ nhà tôi cứ coi cái gì heo tim, gì heo tim, nên tôi tới đây tôi coi thử heo tim là ai. Ai ngờ heo tim lại gì toàn đâu. Vô mới vừa gặp với chửi chủ quán luôn. Thất trời chửi đâu chửi tao hỏi ơi trời. Thế thì bây giờ con mình mấy bạn nhà ông bán KFC biết luôn heo tim luôn, thế có biết xin tự giới thiệu cho chị là ca mui, thích ăn cà rốt là phong cách của chị. À không, không biết bài đó, biết cái bài gì mà gì MB5 đấu với MB3 và những kẻ quanh ta gì á, em biết không? Ồ tính ra ông biết nhiều thứ ghê, mà tôi nhập quá mà con KFC để ăn KFC làm gì? Ở nhà đi. KFC mà gọi giờ ăn gì? Đưa đọc đây, menu quán hôm nay có gà chiên lắm lắm. Gà tỏi. Tôi là người được bao, tôi gọi. Thì bà bình tĩnh để cho người ta đọc đã. À đọc à dạ. Ừ, trời mình con gái lừa mình tím tém lại. Ok. Dạ dạ, chú nói con nghe được không? Mình là con gái, mình đi đâu á mình cũng phải từ từ á con. Đúng rồi. Làm gì mất giá lắm con hiểu không? Đúng rồi. Dạ. Mình sẽ đọc lại menu. Món của KFC ngày hôm nay có gà mắm tỏi, gà chấm nước mắm, gà viên thượng hạng, bò Kobe. Ở sao KFC mà có gà bò Kobe? À quán mới update. Mới update hả? Trời. Đúng rồi. Hình như. Chỉ không này mới có thôi. Cho 10 dĩa bò Kobe. 10 dĩa bò Kobe. Đúng rồi. Quý. Trời ơi. Hôm nay mất ta dịch tuyên bố bao hết nhà hàng này luôn. Nhân viên, mày gà không đủ đó. Bao hết luôn, hôm nay mời Camu đi chơi là phải bao hết. Mình sẽ bắt đầu mấy câu tả thính nhé bạn. Vì Camu, vì sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Trời ơi, cảm ơn nha. Trời ơi, chào luôn. Mình thấy nhà mình nó hơi gọi là hơi xuống cấp với bạn lúc nào mà bạn nâng cấp giúp mình nha. Trời ơi, vì làm mọi thứ mà. Mình chỉ làm những thứ mà liên quan đến Camu nhưng mà không phạm vi đến đồ vật. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Thế thì quần áo của mình cũng hơi cũ, bạn mua cho mình tầm 100 bộ nha. Trời ơi, mua cho đồ ca mui đơn giản rồi, bây giờ ca mui thích thì mua đó luôn rồi, 130 cái đấy nếu nó rẻ. À, nhưng mà đồ mình tầm vài triệu một bộ ấy bạn. Vài triệu thì thôi, để khi nào có tiền mua sau. Thôi nói chung là hôm nay ca mui đi chơi tôi là tôi hẹn ca mui đi ăn mà, chồng ca mui cứ đòi mua đồ hoài thì ca mui chọn đồ ăn đi ca mui. Ha, gọi đồ ăn của tưởng bạn, bạn bao hết đúng không? Đúng rồi, gọi anh. Yo, xin tự giới thiệu với gầu, đây chính là món bò Kobe nướng. Đúng rồi, trời ơi. Bò nghiền, không biết món này món gì nữa, kệ đi. Đây là bò sống chấm, bò sống với lại quả trứng. Này, bò sống chấm với quả trứng. Bốn món. Ồ, mấy cái món này lạ dữ ha. Hỏi Mui, dịch gọi 10 suất bò Mui ăn lời học đi chơi. Dạ, bác chủ quán ơi, cho con gọi thêm được không? Mà như Mui ăn nhiều vậy? Hả? Dạ, tại vì 10 suất bò này nó ít quá, con ăn nó không đủ ấy, cho con mỗi cái loại mà trong thực đơn ấy, cho con thêm tầm 20 suất được không?
Mùi à, bác chủ quán gọi thôi, mùi thực ra là tất cả những cái món ăn trên bàn á đều có thể ngon nhưng mà không qua mồng vịt. Gì vậy? Sao bà ho như vậy? Bà bị dương tính à? Không, ngon. Ôi, cái này ngon à, trời ơi, cái này ngon nè, ôi, ngon quá. Ở thân anh mời con ăn mà tôi vừa nói cho bà hết rồi. Thì đã bảo là không đủ ăn mà. Nói chung là, cái này ngon à, cái này ngon à. Bác chủ quán lên cho con thêm bác ơi. Nhanh. Ta tính là mình mới thả tính được một câu. Thế cạn, câu này chắc nó không hiệu quả bác ơi. Anh cạn có câu nào, cạn comment xuống dưới cho mình biết. Chứ mấy câu này học trên TikTok vẫn thua. Xem có câu gì chúng ta. À, mình biết rồi. Mui. Thì cái mấy món này vịt ăn hết rồi á, mấy món này con thua gì vịt ăn hết ở nhà rồi, nhưng mà nếu mà mua cho thì anh vẫn lấy thêm. cái gì vậy? Thịt bò là mua cho thịt bò thì mình vẫn lấy thêm. Thấy chưa? Thì bác cho con 20 suất đấy à. Cái gì đấy, con gì liên quan gì đến 20 suất? Trời ơi các bạn ơi. Hình như mấy câu này nó không có tác dụng hay sao ấy. Mình nhớ là mình có follow TikTok của cái anh gì mà đẹp trai mà nuốt ực mà anh nói câu nào dính câu đấy mà ta. Mà sao nói mấy câu này không ta? Thôi rồi, bây giờ mình sẽ chốt hạ một câu cuối cùng để xem ca Mui gọi là có bị sao xuyến không nha anh em. Ê Mui, Mui ăn no chưa vậy? Ơi sao bạn muốn gì? Ê ăn no chưa? Trời ơi, Mui đang định nói chuyện nè, thôi đi chơi với nhau mà hẹn hò gì mà câu nói chuyện gì hết trơn. Đang định hỏi Mui hôm nay sáng vịt đang cảnh đẹp trai Mui like chưa? Thật ra thì mình không có thói quen like á. Nếu mà bạn cần like thì đây để mình lấy điện thoại ra mình like thôi nhá. Bạn cần like đúng không? Đây coi đi, coi xem mặt mình trên hôm nay đăng đẹp trai không? Rồi đâu đó, mới đăng nó trên Facebook, mới đăng Facebook hoài việc có thích xanh nha. Ủa có hả? Có luôn. Đâu để xem nào. Ui cái này đẹp trai nè. Ui vịt chụp bằng gì á? Chia sẻ với cho mình chụp với. Trời ơi, muốn đẹp thì phải dùng app, còn muốn ấm áp thì về bên dịch. Vậy tức là mình gọi thêm đồ được đúng không? Gọi thêm bà không. Ôi đây không, này. Cái gì đây? Ủa không có phải. Ủa. Dạ, cảm ơn bác chủ quán nha, cho con thêm 20 suất nữa. Ê Mui, tôi hỏi bà này, nãy giờ bà không thấy ấm áp hả? Ấm, cơm ấm nè. Ủa, cơm ấm nè. Không, ý tôi là cái giọng nói gọi là ga lăng lãng mạn romantic của tôi mà. Ủa, có hả? Ờ có. Tại sao biết đâu? Ủa không thể ấm áp gì hết luôn à? Nope. Không, có thể ấm áp mà, thịt ấm mà, ngon mà. Trời ơi, các bạn ơi, vậy là mình bị lừa rồi. Lướt TikTok cho cố vô rồi bị lừa. Anh em ơi, kêu là mấy cái này đi cua gái gì thì cái gì mà nói chuyện vô là nghe nó dính lắm mà. Giờ mình đi mình nói chuyện với mấy bạn nữ mà không ai thấy ấm áp gì hết trời, kỳ dữ hết trời. Ủa mời, thôi, không ấm áp rồi đi về. Trời ơi, đứng đây. Thôi, thì bạn thanh toán nha. Đúng rồi, thôi thì hôm nay mời bà đi ăn, em ăn nhiều quá trời ơi, em chụp quá thanh toán lên. Tính tiền, nãy giờ con bé nó kêu tầm khoảng 30 suất bò cô bê. Một suất là 10 triệu. Vậy là 30 suất là 300 triệu. 300 triệu. Đấy. Giờ lấy tiền đâu trả? Ôi trời ơi. Bán nhà. Giờ con mới nhà bán gì lấy gì xài? Bán toilet. Có cái toilet giờ đâu bán được đâu, giờ không trả được. Bán kênh. Mà bán kênh là bán kênh ai người ta subscribe cho được? Nope. Thế đi về hả? Đi về. Ôi trời ơi, tiền là trời ơi, ăn gì vậy? Ôi, đi về bạn ơi, trời ơi, mời Camu đi ăn gì mà thả thính đi mà không thể ăn mát, tao mất 300 triệu vậy. Cười nữa bạn ơi, đi về. Dẹp. Làm sao cho Camu ăn nữa nha. Dẹp, đi về. Mui, Camu ơi. Gì nữa vậy, ai vậy? Bà ơi coi. Ê, sao tính ra bà đi ăn, tính ra tôi đi ra ngoài có 2-3 lần mà sao người ta kêu là bà ăn hết 300 triệu tiền thịt bò của mày ấy. Ủa nhưng mà bạn bảo là bạn bao mà. Tôi biết là tôi bao mà rồi, nhưng mà bao phải có ý thức thì bà ăn gì ăn dữ vậy. Nhưng mà cho người ta thì lại không cho người ta ăn, sao không làm mới như thế nào. Trời ơi, mời muốn ăn thoải mái, nếu nó ghẻ nhưng mà không ghẻ thì cũng mời. Nhưng mà hơi nhiều quá, nãy bà ông ấy đuổi dịch chạy sức quần luôn, giờ lấy đâu tiền trả. Không sao, vì đẹp trai mà. Đúng rồi, đẹp trai. Nhưng mà đẹp trai đâu có bán đi được lấy tiền trả đâu. Thì vịt đẹp trai nè, nói năng hay nè, nói chung là kiểu nhìn gọi là nhìn người cũng đẹp nè, body 6 múi nè. Trời ơi vịt đẹp trai dễ sợ luôn á. Ui thật sự luôn. Ui bà thấy tôi đẹp trai hả? Thật mà, đẹp trai ơi là đẹp trai luôn, đẹp trai nhất trong hero team luôn á. Wow, trời
vui rồi. Bao nhiêu tiền trả hết tí về bán nhà đi mua bò Kobe cho Kamui ăn luôn. Thôi cảm ơn Việt nha, để lần sau Kamui rủ thêm họ chị em nữa nha. Ơi đủ chứ. Ê không được, cái này bạn nhà, tôi chỉ ba mình Kamui nha. Ủa, không sao, tôi đặt mang về xong rồi tôi sẽ rủ họ chị em đi ăn riêng được, một mình mà. Ừ đúng rồi, đấy coi thế này được, coi Kamui ở nhà bạn khỏe, nghỉ ngơi tí qua liên toàn coi nhá. Đấy. Ok anh, chúc mừng người đàn ông cạn thế. Cạn thế không? Sau cùng mình chốt ra một điều là đấy, chúng ta đẹp trai hay không quan trọng, mặc đẹp hay không không quan trọng, đấy quan trọng là chúng ta phải có một giọng nói ấm áp và phải có rất nhiều tiền, còn nếu không có tiền thì chúng ta còn đúng cái đợt nha anh em. Ok đó, hôm nay thì mình đã có một buổi hẹn hò thành công với Kamui rồi, đáng nghĩa là thì mình sẽ đi hẹn hò với cả Mimi thử xem phản ứng của Mimi như thế nào sau khi nghe mấy cái câu idol TikTok phát biểu nha anh em. Sau này thì bây giờ tôi sẽ phải đi học thêm, bởi vì nãy tôi hẹn hò với Kamui xong tôi thấy còn nhiều cái chỗ phê quá anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ phải đi học thêm để ngày mai tôi sẽ thử hẹn hò Mimi xem Mimi sẽ phản ứng có tuyệt vời hơn khác với Kamui không nhá. Ok và các bạn nhớ comment xuống dưới xem các bạn muốn Mr. Việt hẹn hò với cả Mimi không. Ở phim số 1 nếu bạn đồng ý và ở phim số 2 nếu bạn không đồng ý nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha. Bye bye.